Nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển, Bà Nà Hills được biết đến là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua. Địa điểm này được ví như là đường lên tiên cảnh hay là châu Âu thu nhỏ của Đà Nẵng. Nhờ có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình, có những công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp, những vườn hoa sắc màu và cả những trò chơi giải trí thú vị đã tạo nên một sức hút lạ thường cho Bà Nà. Bà Nà là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng và đây cũng là một trong những địa điểm du lịch đông khách nhất Việt Nam. Mỗi năm đón hàng ngàn lượt khách từ trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng. Bà Nà Hills hội tụ tất cả những ưu điểm mà không phải khu du lịch nào cũng có được, mà chắc chắn khi đặt chân tới đây bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Có người còn ví von Bà Nà như là Đà Lạt của miền Trung hay lá phổi xanh, hòn ngọc khí hậu của Việt Nam. Hello, mời các bạn cùng đi xuống phía dưới nha, khu vực làng Pháp nha. Sao lại cười? Đấy, đi xuống á. Chỗ này bắt đầu đến cái tầm thời điểm mà 10 giờ đến 11 giờ là bắt đầu đông. Lượng du khách tập trung rất là nhiều, đa số là khách du lịch đi theo tour. Wow, mời các bạn đi nhé. Xinh đấy. Cái đẹp mình phải ngắm các bạn, ngắm và chia sẻ với mọi người. Đây là đông. Nếu như mà vào cái thời điểm mà cao điểm du lịch thì có lẽ cái chỗ này chúng ta đi là chen chúc luôn, bởi vì đây cũng là cái nơi tập trung rất là nhiều đoàn khách. Người ta tập trung đây sau đó cho tự do để có thể khám phá. Đấy, các bạn thấy đấy, bởi vì nhiều bạn thì cho rằng là sau khi dịch Corona thì có lẽ cái du lịch nó sẽ ít hơn, nhưng mà ở Bà Nà thì có thể là nó ít thật, ít hơn nhưng mà là đông nhất trong tất cả những nơi mình đến. Rất nhiều. Chúng ta lại đi tiếp nào. Đây, cho các bạn ngắm toàn cảnh ở đây. Rồi, xem các bạn nữ chụp hình này. Cái góc chỗ sân vườn. Đấy, có cô gái xinh không? Rất là đông nha. Cái tầm thời điểm 10 đến 11 giờ thì các bạn lên đây là có lẽ chúng ta chen chúc để chụp cái hình ở đây. Nếu như bạn mà muốn chụp hình nó thoải mái nhất thì các bạn nên đến sớm một tí. Bây giờ là trai xinh gái đẹp tập trung nhiều rồi. Yeah.
Tăng TV đang ở Cáp Treo Bà Nà. Và chúng ta sẽ trên đường đi về hướng cây cầu Bàn Tay Vàng. Có thể nói rằng là cây cầu đấy hoặc là Bà Nà nói chung thì là nơi đông khách du lịch nhất, có thể gọi là đông khách du lịch nhất Việt Nam trong cái thời gian vừa qua đấy. Rất là nhiều thông tin, rất là nhiều báo chí viết về cái cây cầu đặc biệt này. Thì chúng ta cũng đã có một cái trải nghiệm thực tế lên cây cầu và khám phá Bà Nà, cũng như tham gia một số cái lễ hội rất là vui vẻ ở trên này. Còn bây giờ thì sau cái thời điểm dịch Corona diễn ra, không biết cây cầu đấy như thế nào, thì đêm hôm qua Tung Tăng TV đã ở lại ở phía trên ngôi làng Pháp để trải nghiệm cái không khí mát mẻ ở trên Bà Nà nó như thế nào. Đến đây thì mình cảm giác nó giống như là chúng ta có 4 mùa ở trên đỉnh núi, ở lại rất là thú vị các bạn. Với một cái không gian, các bạn xem phía bên ngoài này, hệ thống cáp treo đi tuôn tuốt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi đang còn trên đường đi ra cây cầu vàng và bây giờ thì chúng ta đi thôi. Ngày trước thì các bạn có thể đi ngay từ phía ga đi thẳng ra cầu, nhưng đến bây giờ thì chúng ta lại đi theo một cái hướng khác, đi bằng tàu hỏa leo núi lên đó. Các bạn có thể lựa chọn bằng cách là đi ra cái vườn hoa hoặc là đi hướng ra cầu vàng. Cái chỗ này có rất là nhiều những cánh cổng, nó kiểu như là những cánh cổng Torii, chỗ ngôi đền nghìn cổng mà chúng ta đã thấy ở Nhật Bản đúng không ạ? Bắc qua đi thôi chị. Không gian bây giờ nó cũng khá là đẹp để cho các bạn có thể chụp ảnh. Những cánh cổng Torii ở cái ngôi đền nghìn cổng ở Nhật Bản thì các bạn cũng đã biết là những cánh cổng người ta xây lên là cũng nhờ cái sự đóng góp của rất là nhiều những cái doanh nghiệp, người ta góp lại. Đây, đi ra thôi. Vào thời điểm này thì đa số cái lượng khách du lịch là ở trong nước, bà con ở trong nước đi, còn du khách ở nước ngoài thì rất là ít, chỉ còn tồn tại được một số bạn khách đang còn ở Việt Nam thôi, tránh dịch. Đây. Hồi trước là chúng ta đi đường đầu kia, nhưng mà đến bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ đây, đi hướng ngược lại để khám phá. Bây giờ thì mình dẫn các bạn đi một vòng quanh cái cây cầu vàng này, sau đó chúng ta sẽ ngắm toàn cảnh ở đây. Đây các bạn lưu ý này, khu vực không sử dụng thiết bị bay không người lái, có nghĩa là không sử dụng flycam. Nếu như các bạn mà dùng á, là phải có xin phép từ ban quản lý của Bà Nà nha, thì mới có thể quay được. Tung Tăng TV đã xin phép, cho nên là sẽ có những cảnh ở phía trên cao cho các bạn cùng xem. Hiện nay đa số là những cái tour du lịch đến với Bà Nà nói chung và cây cầu vàng này nói riêng. Bình thường thì chúng ta đi ở cái nơi này cũng khá là đông và rất khó để có thể di chuyển. Đây là một trong những cây cầu rất là nổi tiếng mà du khách mỗi lần đến với Đà Nẵng hay là đến với Việt Nam thì sẽ đến check in. Đây, cho các bạn xem cái khung cảnh phía ngoài này nha. Núi non trùng điệp các thứ. Dưới kia là hướng cáp treo núi non, còn phía trên này chúng ta sẽ thấy những hai cái bàn tay. Cái địa điểm này thì cũng khá nhiều cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh cưới. Chúng ta cứ đi dạo một vòng, sau đó là sẽ quan sát cái khung cảnh từ phía trên cao để cưới được một cô vợ. Rất là vất vả các bạn, vất vả lắm, khổ lắm, toát mồ hôi luôn, thấy chưa, cưới lên đi em đấy. Mọi thứ đang còn màu hồng lắm mà còn... anh nói thế là cho nó vui lên để mà chụp hình đúng không? Chụp một cái bộ hình cưới là một trong những yếu tố khi mà chúng ta lấy được một người vợ đúng không ạ? Cho nên là nếu như bạn nào mà lấy vợ thì cũng nên suy nghĩ đến những cái việc là như là nào là chuẩn bị giấy mời này, viết mấy ngày cũng đuối này, đi mời này, rồi là thậm chí là đi chụp ảnh cưới cũng đang nặng khó khăn. Nên là mỗi lần mà vợ mà giận thì chúng ta cũng không nên cãi lời vợ nha, thấy chưa, vất vả không? Đấy rồi,
Nên là thông qua những cái như thế này thì mình nghĩ là nếu như mà bạn lấy vợ thì tốt nhất là đừng có bao giờ cãi lời vợ cả. Vất vả lắm, lấy vợ vất vả lắm. Rất nhiều bác đang cái thời điểm mà nghỉ ngơi, nghỉ hưu á, người ta sẽ lựa chọn để đi du lịch. Bởi vì du lịch biệt đến sau cái thời điểm mà corona diễn ra thì có lẽ đa số những bác mà lớn tuổi về hưu, nghỉ ngơi thì sẽ đi du lịch. Hoặc là những cái vị khách làm tự do chứ không phải là làm theo cái khung giờ hành chính là người ta mới có thể đi được. Đó còn mà, đúng không bác? Nghỉ hưu mới đi được đúng không bác? Đúng rồi. Đấy, bác ở đâu đến đây ạ? Ở đây Hà Nội. Đấy, đi theo tour đúng không ạ? Đi theo tour. Vâng. Bác mà đi được thì con cháu cũng mừng đúng không ạ? Đấy, có sức khỏe. Nó đang khuyến khích cho đi mình đấy. Đấy, đang khuyến khích cho đi chứ còn mà nếu mà giờ mà mình cứ ở nhà rồi đau ốm cái này cái kia cũng khổ đúng không ạ? Nhưng mà đi thế này lại vui. Dạ vâng, chúc bác vui nhá. Đấy. Thì chúng ta cũng đã thấy rồi đấy. Bây giờ thì có lẽ mời các bạn cùng ngắm toàn cảnh ở trên cao. Nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, điểm nhấn ấn tượng nhất của cây cầu chính là đôi bàn tay của vị thần nâng giải lụa cầu vàng. Cây cầu vàng có thiết kế vô cùng độc đáo này đã được tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Bà Nà Hill, chính thức khai trương tháng 6 năm 2018. Ngay từ khi ra mắt, cầu vàng đã lập tức tạo nên những chấn động trên truyền thông quốc tế. Liên tục những hãng thông tấn lớn cho tới những tờ báo, tạp chí hàng đầu thế giới đưa tin và ca ngợi cây cầu độc nhất vô nhị này. Có lẽ là một thiếu sót rất là lớn nếu bạn là người mê du lịch, thích chụp ảnh nhưng lại không check-in tại cây cầu này khi đến du lịch Đà Nẵng. Một hình ảnh sẽ khiến nhiều người rất ngạc nhiên, đó là có rất nhiều bạn trẻ mang luôn cả túi xách quần áo lên tận nơi và thay đồ liên tục để có những bức ảnh vừa ý. Cầu vàng với đủ góc chụp đẹp cho bạn lựa chọn và mỗi góc chụp đều có vẻ đẹp riêng. Cho dù bạn không phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp vẫn có thể tự tin có những bức hình tuyệt đẹp. Và cái không khí mà chúng ta biết rằng là sau cái dịch corona thì ở đây cũng rất là đông các bạn và rất là nhiều tour. Thôi thì chúng ta vừa đi vừa tâm sự và trải nghiệm. Ở đây có rất là nhiều cảnh mới. Có lẽ các bạn đã đi rồi nhưng mà nên đi lại để trải nghiệm Bà Nà Hill. Đây có những cánh tay như thế này và có cái hình thù là cái chân mà trên đấy có cây luôn đây. Những cái cảnh này chúng ta thấy những ở trên Đà Lạt cũng có này. Đến đây xem các bạn. Xong sau đó chúng ta sẽ đi ra khu vực cây cầu. Nghệ thuật đúng không ạ? Thì hầu như tất cả những bạn trẻ đến đây thì sẽ chụp những bức hình kỷ niệm ở đây rất là độc đáo. Cái khuôn mặt đang rất là suy nghĩ. Rồi thưa các bạn, sau khi chúng ta đã tham quan cái cây cầu vàng ở phía ngoài đấy xong thì mời các bạn cùng đi ra phía ngoài để tham quan vườn hoa. Ở đây có bán rất nhiều nước nuôi các thứ để phục vụ các bạn. Lên đây thì xác định phải ăn mặc nó thoáng một tí để mà chúng ta có thể dễ dàng đi bộ. Wow. Giờ đa số là du khách Việt thôi. Khách nước ngoài không có ít. Giờ đa số là những người còn lại ở Việt Nam. Các bạn thấy nó có đông không ạ? Cũng đông đấy, không phải là ít người đâu. Mặc dù bây giờ là không phải là cái thời điểm cao điểm, khá là đông. Hầm rượu Đê Bay. Không mặc quần không mà.
Đấy, vườn hoa của bà Nà Hill đây các bạn. Vào đây. Đây này, nhìn qua bên này, đây là vườn hoa nha. Kia có những cái tiểu cảnh như là những cái bức tượng. Đấy. Bình thường những cái dịp mà nó không đông lắm thì cũng đã nhiều nhiều như thế này rồi.